anh chị làm kem nước mắm đi á. Wow. No, God, please, no! Đây, sang rồi đây. Anh ăn đi. Đi qua nè. Tí nữa em ăn sau. Ngon, em thử đi. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách ăn một ngày hai bữa với hộp cơm tắm điện mà có thể nấu cơm nấu cháo này luôn nha. Mình có một thói quen cực kỳ xấu đó là không ăn sáng, nên là bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình sẽ bắt đầu từ trưa. Trưa nay thì mình có cơm, thịt đã ướp với sả và rau trứng hấp, chỉ cần chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Tới gần trưa thì mình cho nước vào tắm điện, đợi cái nút hết màu đỏ thì đồ ăn ở trong hộp cũng chín rồi đó mọi người. Hôm nay mình nấu cơm hơi nhiều nên sợ là cơm không chín, nhưng mà mọi người nhìn nè, cơm hơi bị ngon luôn nha. Đây đúng là hộp cơm tiện lợi dành cho các bạn nhân văn phòng hoặc là học sinh sinh viên mà buổi trưa không có kịp về nhà để ăn cơm nè. Sau bữa trưa mà vẫn còn dư cơm thì mình quyết định nấu cháo cho bữa tối. Mình cho thêm nước vào cơm rồi tiếp tục bật nút nấu. Tầm 30 phút sau nước cạn thì mình có cháo ăn rồi nè. Do là mình nấu thử nên không chuẩn bị gì nhiều. Nếu mà mọi người cho thêm thịt bằm hoặc là một ít rau củ vào nữa là thành món cháo siêu ngon luôn đó. Nhớ mọi người nhìn thấy trên tay mình là cái gì đúng không? Đó, ăn mốc sinh hôm nay sẽ về một cái hộp cơm cắm điện mà không chỉ để ủ ấm hay là hâm nóng cơm đâu mà còn có thể nấu được nữa cơ. Cái này mình xem review ở trên S Channel ấy, thấy hay ho phết thì cũng muốn mua. Đằng nào sau này thì cũng vẫn phải dùng thôi. Theo như mình tìm hiểu thì Mokato là một hãng của Nhật cũng mới xuất hiện gần đây thôi, mà nó cũng nhiều sản phẩm phết, là máy bắt muỗi, máy tạo ẩm rồi là quạt các thứ ấy, trông cũng xịn. Cảm quan ban đầu mình thấy ưng phết bởi vì nó kiểu cũng nhỏ gọn rồi là màu sắc basic ấy. Bên trong thì các khay inox
thì rất là ok la cho việc làm nóng. Mọi người đừng mua mấy cái mà mấy chục nghìn những cái hộp cơm nhựa nhá. Cái nhựa của hộp này thì là nhựa BB nha, thì nó sẽ không gây độc hại. Ok, nói qua nói lại rồi mình phải thử luôn sản phẩm đây. Mình xem rất nhiều review thì mọi người bảo nó còn nấu được cả cơm cơ. Ok, mình thử luôn với gạo lứt xem nó có dẻo được như nồi cơm không. Thịt gà ở đây cũng là sống nha, cả cả rau củ nữa, mình sẽ thử hết tất cả bằng đồ sống xem như thế nào. Quay lúc mình bật lên chỉ tầm hơn 5 phút thôi, nước đã bắt đầu sôi rồi, để mình cho mọi người nghe cái tiếng ấy nhá. Mình không để ý tầm 30-40 phút gì đó thì cái đèn đỏ tắt đi, thì mình cũng mở ra xem mà ui, xịn thực sự, rau củ đã chín, cơm cũng dẻo mà thịt gà cũng chín luôn nha các bác. Chốt lại là mình đánh giá rất cao cái hộp cơm điện này luôn nhá. Thế nhưng mà có hai nhiều điểm này. Thứ nhất đấy là nó dùng hơi nước để làm chín thức ăn, thế nên cái nước còn đọng và chảy xuống thịt rất là nhiều. Thế mình vẫn nghĩ mình sẽ dùng để hâm cơm thôi. Thứ hai là cái khay nắp nó lại nhỏ hơn cái lồng cơm, thế nên lúc đi nó cũng kiểu bị sóc ấy. Nhìn chung thì nó cũng đã hoàn thành đúng cái nhiệm vụ của nó rồi. Cái hộp như thế này rất là thích hợp với các bác đi làm văn phòng nha. Mùa dịch thì hãy tự nấu tự ăn cho an toàn nhá. Bye. Đảm bảo mấy bạn công sở hoặc sinh viên sẽ thích món này. Tôi không phải dân công sở mà còn mê lắm đây này. Hộp cơm điện cầm tay xịn sò có thể nấu cơm, nấu thức ăn, hâm nóng đồ ăn. Tất cả chỉ cần nấu cho một lần thôi nên khá tiện. Cơ chế nấu bằng hơi nước nên mình thấy rất hợp với mấy bạn. Eat clean. Mình sẽ xét nấu thử cơm, đậu luộc và trứng hấp. Ở mỗi khay có cái nắp nhưng mà khi nấu chúng ta sẽ không đậy nha. Chỉ cần đậy nắp hộp cơm, cắm điện và bấm nút. Sau 30 phút là cơm và thức ăn chín. Mình chọn quay món này nên màu sắc nhìn không được hấp dẫn lắm nhở. Nhỏ gọn, xinh xắn, tiện lợi. Các bạn đã có chưa? Trong công ty mình, anh em đồn đoán như thế này. Bạn có biết vì sao sếp giàu không? Vì sếp kỳ bo lắm các bạn ạ. Sáng chỉ thấy sếp uống nước rau củ thôi. Trưa thì sếp ăn cơm thừa từ hôm trước, bảo sao sếp không giàu. Trời đất thiên địa ơi, mang tiếng rồi. Nên nay mình khoe luôn cho các làng trên TikTok biết buổi trưa mình ăn gì ở văn phòng nhá. Cũng chẳng có gì, chỉ bình thường như bao làng văn phòng khác thôi. Thường thì mình sẽ nấu một chút canh đơn giản, vừa là để mình ăn, vừa là để buổi trưa các con ở nhà ăn. Nay mình nấu canh rong biển thịt bò nhá. Cơm mình sợ béo nên ăn cực ít. Hộp cơm Mokato của mình cắm điện, làm nóng bằng hơi nước 360 độ, nên mình chỉ cho gạo bò sẵn vào, thêm chút nước ngâm cơm nấu sẽ ngon hơn, mang đến bên văn phòng, cắm cho nóng hổi. Nay không có đồ ăn mặn thừa tối hôm qua, nên mình lấy vài quả trứng cút sống để đây lát luộc. Canh rong biển chỉ đun vừa tới, để nguội rồi cho vào hộp, vì lát còn hâm lại mà. Thường thì mình chỉ mất tầm 10-15 phút để chuẩn bị cho việc này rất tiện. Đây thường là việc cuối cùng mình làm trước khi ra khỏi nhà. Tay xách cặp, tay xếp hộp cơm, đến văn phòng, mình để hộp cơm đấy và làm việc luôn. Trước khi ăn tầm 2 tiếng, mình sẽ đổ nước vào đáy hộp, cắm điện để đấy là cả cơm và trứng đều chín, thế là mình có cơm nóng hổi để ăn rồi. Cơm là phụ để không béo, mình thường sẽ chỉ ăn thức ăn là chính. Anh em công ty cứ đồn đoán hư cấu. Mà anh em toàn thấy mình ăn cơm văn phòng thôi, chứ tuần nào mình cũng vài buổi ra ngoài tiếp khách và giao lưu với bạn bè thì chẳng ai biết đấy là đâu. Cứ nghĩ là mình tiết kiệm các nàng nhỉ. Đỉnh luôn, cái hộp cơm cắm điện này tiện thật sự. Vậy mà tới giờ tôi mới mốt đúng là một thiếu sót. Hộp rất dày dặn chắc chắn nha, chất liệu nhựa BB đẹp lắm. Bên trong là khay inox 304 chứa thức ăn. Đi làm văn phòng mà có em này thì cơm canh lúc nào cũng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Nếu mấy bà có thời gian nấu đồ ăn sẵn ở nhà thì bỏ vào, tới nơi bật lên hâm nóng là xong. Còn không thì cứ sơ chế sẵn và cho vào hộp. Trước khi ăn tầm 1 tiếng cho nước vào bật lên nấu rồi để đó. Nó sẽ tự động tắt khi nước cạn. Bây giờ tôi sẽ nấu thử cơm và hâm nóng đồ hộp nha. Với trứng nữa, thêm một gói súp cho đủ món canh món khô nha. Nấu xong lúc mở ra nhớ cẩn thận kẻo bỏng nha mấy bà. Nói chung mấy bà dùng em này hầm hâm hấp gì cũng được hết trơn á, tiện lắm. Trời ơi, tự nấu tự khen trời ơi kỳ chứ ngon quá. Văn phòng mà không có cái này thì bạn đã bỏ lỡ 15 phút ngủ trưa của mình rồi đó. Vì chứ cái việc xếp hàng để được đụng tới cái lò vi sóng của công ty vào mỗi buổi trưa thì rất là mệt mỏi luôn. Nên là trước khi quay lại đi làm thì hãy nhanh trí sắm em này ngay. Vì em này có khả năng tự hâm lại đồ ăn tuyệt vời chưa? Chỉ cần bấm nút rồi để đó 5 phút là sẽ có đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Tôi biết việc mọi người quan tâm nhất khi mua hộp cơm để đi làm là nó có đựng canh được hay không đúng không? Để giờ tôi thử một cách sống động cho mọi người coi. Lần 1 không đổ, lần 2 bình yên vô sự, lần 3 quan thề không để rơi rớt. Một cái mẹo nhỏ khi để nắp là mở cái núm lên trước thì nắp sẽ không bị bung nè. Trước khi sắp đồ ăn vô thì đổ tầm 2 ly nước nhỏ này để lấy hồi lấy nước đó hâm đồ ăn luôn. Mà cái điều thông minh nhất ở đây là máy sẽ tự động tắt khi đạt được tới cái độ nóng nhất định, khỏi cần ngồi canh gì luôn. Nhưng mà phải chia cái dây điện dài ra thì hoàn hảo biết mấy. Cũng nên cân nhắc khi mua nha, vì khả năng chia rẽ nội bộ cực cao đó, người ta mới hâm xong mà mình ăn xong luôn rồi.